Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Một mẫu ly rất quen thuộc, hôm nay cửa hàng lại có lại mời anh em cùng theo dõi. Đó là mẫu ly Pioneer 8800 mắc đôi. Cửa hàng báo giá cho anh em luôn, con ly này giá cực tốt, một con ly hàng bãi, zin xịn sò, đẹp xuất sắc nội thất anh em nhá, 6 triệu đồng thôi. Còn nếu anh em muốn mua rẻ hơn thì vui lòng sử dụng hàng bờ, hàng đã qua sử dụng ở Việt Nam sẽ có giá rất rẻ mà có rất nhiều nơi bán hàng đã đăng lên mạng. Thậm chí có những nơi bán con ly này 4 triệu cũng có, anh em hiểu tại sao thì tự hiểu nhá. Đẹp xuất sắc luôn, sexy 7 màu. 4 tụ lọc 2 nguồn. Giá đã mềm hơn rất nhiều so với ngày xưa. Một con ly khủng. Dòng này thì nó chỉ ghi công suất tối thiểu trên máy đó là 150W, còn tối đa là 410W. 8 sò than của Nick. Sony thì Pioneer thì nó hay dùng sò của Nick. Âm ly đang hoạt động hoàn hảo bình thường các chức năng. Âm ly đánh 2 đôi loa AB cộng B và có đầy đủ tính năng là bát chép, loudness, cần loa, pre, bao dề. Số series của sản phẩm là 7716. 150W 100V. AUX tuner trở kháng từ 416. Đánh AB cộng B. Đẹp ở mọi góc nhìn. Sexy 7 màu. Những con nó sexy 7 màu thì nhìn nó sẽ sạc sụp. Những loại này nếu anh em mua hàng bờ thì trên thị trường thì cái giá 3.8 triệu đến 4 triệu rưỡi 5 triệu rất nhiều, không thiếu đâu. Hàng bờ là hàng đã qua sử dụng của người dân Việt Nam. Đầu tiên đó là hàng bãi, sau một thời gian anh em sử dụng vài năm thì gọi là hàng bờ. Còn đây là hàng bãi zin tuyệt đối anh em nhé, hàng từ bên Nhật gửi về. Hai bên nước thanh thang, từ nay đôi néo quan san. Phong cảnh đẹp không tìm vết luôn, xuất sát một tí đi lông chuột lông mèo đâu là có. Phong cảnh vuông vức, mặt phay sám, không có điểm xước. Hai núm vặn chỉnh bát, hai núm chỉnh chép, AB cộng B, cân loa, lao lớn, đường vào tín hiệu AUX tuner. Ngoài ra còn đường vào tiếp 1, tiếp 2. Nó chỉ là đường vào, nó không có sự khác biệt về âm thanh anh em nhé. Muốn nặng chép nhất, nhiều chép nhất, anh em để mức 2K, còn 8K là ít nhất. Muốn nặng bát nhất để mức 400. Đây là những cái cắt tần. Đó. Anh em gạt vào hoặc vặn đây, nó sẽ có sự thay đổi về âm thanh. Nó làm cho trường âm thanh nó thu hẹp hoặc rộng ra. Đó là những con âm ly chi tiết trau chuốt thì hãng nó sẽ đầu tư những cái đó. Tôi sẽ đậy nắp vào, anh em chờ vài phút thì dài quá. Hàng bán tại Minh Âu Đô Đông, chất lượng đó là tiêu chí hàng đầu anh em nhé. Mỗi sản phẩm tôi đều có video riêng biệt, nếu anh em nào theo dõi kênh thì chắc chắn sẽ biết điều tôi nói. Vuông vức góc cạnh. Nước sơn của dòng này thì là nó sơn màu xi. Vuông vức hết, không móp méo. Gần đây tôi có đăng một vài thớt radio của cái bộ này, nếu anh em có nhu cầu, nếu còn thì nó là 1.500.000 đồng. Còn âm ly này báo giá tốt cho anh em là 6 triệu đồng thôi. Nếu anh em nào muốn rẻ hơn thì vui lòng vào chợ tốt mua hàng bờ rất nhiều anh em nhé. Những đôi loa bát 30 nó không khó với con âm ly này, nó không khó. Kể cả những dòng loa khó tính nặng bát, Diatone, Onkyo, Yamaha ghép được hết. Và thậm chí con âm ly này rất nhiều người chơi ghép cả loa Nga. Chơi đa thể loại nhạc, anh em cũng có thể ghép vang, hát karaoke. Anh em có thể đây, một cái cấu hình như này. Đây là tôi đang đấu một đôi bát 30 thôi. Nếu anh em thích nữa, chơi một đôi loa bow và là ghép thành một bộ hát karaoke phê luôn.
tiếng trống rất êm nặng. Phế trái có tiếng này, giữa này, phế phải có tiếng này. Đây chưa bật download anh em nhé. Qua nhìn xa mà nghe